Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share. Để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Từ sơn động nhảy xuống đáy gốc ánh mắt tiêu viêm quét ngang trong cốc phát hiện một nhà tranh nhỏ, ngọn đèn dầu vẫn phát sáng như cũ. Ở bên ngoài ngôi nhà, một thân ảnh màu trắng yểu điệu ngồi trên ghế, nghiêng người dựa vào cánh cửa, mượn ánh sáng ngọn đèn. Cúi đầu trầm mê trong một thất sắc quyền trục dường như nghe được tiếng bước chân vang lên tiểu y tiên cau mày đem tầm mắt rời khỏi quyển trục nhìn ánh trăng đang chiếu rọi xuống thân ảnh của thiếu niên đang đi tới không khỏi mỉm cười tu luyện xong rồi sao thức ăn trong phòng vẫn còn nóng đấy nghe được lời nói ôn nhuyễn nhỏ nhẹ đó tiêu viêm trong lòng không khỏi có chút xúc động những lời nói này tự giống như thê tử đợi trượng phu trở về lời nói êm ái ẩn chứa sự chờ đợi cùng ân cần khuôn mặt toát ra vẻ nhu hòa tiêu viêm đi tới gần đặt mông ngồi bên cạnh tiểu y tiên nghiêng đầu nhìn thất thải độc kinh trong tay nàng sau đó ánh mắt đảo qua khuôn mặt xinh đẹp một lát sau dường như phát hiện ra cái gì nhíu mày có chút thở dài vươn tay ra dùng tay chạm nhẹ đi vết bột phấn màu đen gần đôi môi hồng nhuận lắc đầu cười khổ xem trạng thái của tiểu y tiên như vậy rõ ràng trong thời gian hắn tu luyện nàng lại ăn độc dược rồi nhìn cử động của tiêu viêm tiểu y tiên đầu tiên là đỏ mặt sau đó thấy ngón tay của hắn điểm lên bột phấn màu đen nhất thời sợ hãi đem ánh mắt rời đi sau đó vội vàng đem một chiếc khăn lụa màu trắng lấy từ trong người cẩn thận lau sạch bột phấn dính trên đầu ngón tay của tiêu viêm ngày mai có lẽ ta phải đi nhìn tiểu y tiên lau bột phấn tiêu viêm đột nhiên mở miệng nói Ngọc Thủ đột nhiên cứng đờ, một lát sau khôi phục lại bình thường, tiểu y tiên hơi gật đầu, nhẹ giọng nói, ở chỗ này lâu như vậy. Cũng nên rời đi, người rời khỏi chỗ này rồi sẽ đi đến đâu? Tiêu viêm cười hỏi, phá vỡ không khí trầm mặc. Ta nghĩ, rời khỏi gia mã đế quốc ta sẽ đi suốt vân đế quốc tham quan một chút. Sau đó đi du lịch khắp nơi trên đại lục, tiểu y tiên cố gắng mỉm cười nói nguồn chuyện chuyện phun xuất vân đế quốc trong lòng lẩm bẩm một tiếng tiêu viêm lần nữa lại cười khổ cho dù chưa bao giờ đến cái đế quốc kia nhưng hắn vẫn biết một ít về tin tức của xuất vân đế quốc tại nơi đó số lượng độc sư nhiều hơn so với bất kỳ đế quốc nào khác ta sẽ đi sa mạc tháp qua nhĩ tiếp tục tu hành nơi đó là biên cảnh phía đông của giam mã đế quốc còn tới xuất vân đế quốc là phải qua phía tây biên cảnh cho nên ngày mai chúng ta sẽ phải chia tay rồi. Tiêu viêm vỗ vỗ chán, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao nói. Ừm, hơi gật đầu tiểu y tiên rõ ràng tâm tình có chút chán nản, thấp giọng nói, vậy hy vọng ngươi bảo trọng. Ngày mai từ biệt không biết còn có thể gặp lại nữa hay không? Nói không chừng, sau này ta sẽ không thể trở về ân, nhưng cũng không nhất định nếu như ngày sau ta khiến người người phẫn nộ a à a à, ta sẽ trở lại sơn cốc nhỏ này chờ đón tai họa kết thúc vận mệnh độc thể của mình nhìn tiểu y tiên bi ai quay mặt đi tiêu viêm mấp máy môi muốn nói một cái gì đó nhưng lại không nói nên lời dù sao theo như lời dược lão nói năm đó vị nữ nhân có tai họa độc thể kia đã gây ra một sự kiện quá ư khủng khiếp sau một hồi lâu trầm mặc tiêu viêm đành phải vỗ nhẹ nhẹ lên vai nàng an ủi nói sẽ không đâu mặc dù tai họa độc thể có chút đáng sợ nhưng chỉ cần ngươi có thể khống chế một chút. Vậy cũng sẽ không giận dữ gây ra thi độc giết hơn 10 vạn mạng người mà lúc đó cũng không có ai chán sống đến trêu chọc ngươi. Cười khổ một tiếng tiểu y tiên hơi lắc đầu, lại bảo trì trầm mặc nàng cũng không nói cho tiêu viêm nếu như tai họa độc thể sau khi trưởng thành. Độc tố trong người sẽ khiến cho tâm trí chủ nhân thỉnh thoảng có chút thác loạn nếu bị vây dưới tình trạng đó tiểu y tiên cũng không thể cam đoan mình có làm ra một chuyện gì khủng khiếp hay không nhẹ lắc đầu tiểu y tiên trầm ngâm một hồi đột nhiên trong ánh mắt nghi hoặc của tiêu viêm đứng dậy đi vào ngôi nhà tranh tỉ mỉ gói lại một cái túi hương cùng một bình ngọc nhỏ thứ trong này tên là lạc hồn tán mặc dù tên có chút dọa người bất quá cũng không phải là thuần túy độc dược đây là do ta tìm thấy trong thất thải độc kinh cũng là dược phấn cao cấp nhất mà ta hiện nay có thể luyện được. Giờ giờ cái túi hương, tiểu y tiên cười nói, cái lạc hồn tán này, có thể tản mát ra mùi thơm cực kỳ mạnh. Hơn nữa trong đó ta có bỏ thêm một số thứ đặc biệt. Ngày sau nếu như ngươi gặp phải cường địch không thể giải quyết được, có thể đem nó ném về phía đối phương. Nếu không có sự chuẩn bị thì dù là một đại đấu sư, cũng bị mùi vị của loại dược phấn này tạm thời phong bế tầm mắt, ngươi có thể nhân cơ hội đó trốn đi có chút tò mò tiếp nhận túi hương tiêu viêm muốn mở ra nhưng lại bị tiểu y tiên vội vã ngăn lại đồng thời cầm bình ngọc trong tay đưa tới sẵn giọng loại độc dược này không phân biệt địch ta người lúc sử dụng nó tốt nhất phải đem giải dược ta điều chế ăn vào nếu không đồng dạng chính mắt ngươi cũng bị phong bế ngượng ngùng thu tay về tiêu viêm cẩn thận đem hai loại đồ vật này cất lại nói không chừng một ngày nào đó thật sự lại phải dùng đến chúng sau khi đem mấy thứ đó giao cho Tiêu Viêm, tiểu y tiên lại lục lọi lấy ra một bình ngọc, đem nó hướng tới Tiêu Viêm nói, Sa Mạc Tháp qua nhĩ là địa bàn của xà nhân Mỹ Đỗ toa. Họ am hiểu nhất chính là xà độc. Đây là giải độc hoàn do ta luyện chế, mặc dù khó có khả năng hoàn toàn chống đỡ được độc xà. Nhưng một số độc xà không mạnh lắm thì cũng có thể giải được. Nhận bình ngọc vẫn còn chút nóng, Tiêu Viêm mỉm cười. Mặc dù giải độc hoàn này đối với luyện dược sư như hắn không có nhiều tác dụng lắm, nhưng tâm ý của tiểu y tiên thật sự làm cho hắn cảm động. Tốt lắm ta có mấy thứ này đều đã cho ngươi, đừng nghĩ bóc lột được thêm gì nữa. Tiểu y tiên hướng về phía tiêu viêm hài hước nói. Tiêu viêm gật đầu cười, vươn tay, một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Bình ngọc có bảy viên hồi khí đan. Lúc trước là tiêu viêm tu luyện xong để lại. Giờ bình ngọc lên, tiêu viêm đưa nó về phía tiểu y tiên, cười nói, người sống tại thanh sơn chấn, đã từng thấy đan dược chưa? Nghe vậy, hai trong mắt linh động của tiểu y tiên sáng ngời, nhìn chầm chầm vào bình ngọc trong tay tiêu viêm, nói, trong này chính là đan dược sao? Ừ, tặng cho ngươi, cười gật đầu tiêu viêm ném sang cho tiểu y tiên, nàng vội cẩn thận tiếp lấy. Cẩn thận một chút rơi vỡ thì sao? tiếp được bình ngọc tiểu y tiên liếc mắt một cái nhẹ giọng trách cứ tiêu viêm sau đó vội vã mở nắp bình từ từ nghiêng đổ ra một viên đan dược màu bích lục đem lên cái mũi thon thon người nhẹ hương dược tươi mát làm cho tiểu y tiên có chút say mê cùng chua xót đây chính là thứ mà nàng đã theo đuổi rất nhiều năm đáng tiếc đến cuối cùng lại chỉ có thể người mùi độc dược đây là đan dược sao quả nhiên không phải là thứ ta dùng hỏa diễm bình thường đem dược liệu dung hợp có thể so sánh nhìn đan dược mặt ngoài mượt mà cùng lộng lẫy tiểu y tiên thở dài một hơi bất đắc dĩ nói tốt lắm tặng đan dược cho ngươi cũng không phải đà kích ngươi đan dược này có tên là hồi khí đan nó có thể rất nhanh khôi phục đấu khí trong cơ thể cùng người chiến đấu có hồi khí đan phụ trợ khả năng chiến thẳng sẽ cao hơn không ít nhìn tiểu y tiên bộ dạng hối tiếc tiêu viêm lắc đầu nói khó trách lần trước chiến đấu với mục xà người có thể chống đỡ lâu như vậy thì ra là có loại bảo bối này. Không khách khí nhận bình ngọc tiểu y tiên cười dài nói. Tiêu viêm cười cười cũng không dây dưa thêm ở vấn đề này. Nghiêng người dựa vào cánh cửa lặng lặng nhìn bầu trời đầy sao. Bị không khí yên lặng ảnh hưởng tiểu y tiên cũng trầm mặc. Cánh tay nhẹ đặt lên đôi chân thon dài con người linh hoạt khẽ chấp động nhìn bầu trời đêm. Ánh trăng mê người chảy dài trên u góc. Một nam một nữ an tĩnh nhìn lên bầu trời đêm, thẳng đến khi mặt trăng dần dần ảm đạm trên cao, hai người bị cơn buồn ngủ kéo đến, lúc này mới dựa sát vào nhau, chậm rãi chìm vào trong giấc ngủ. Đến ngày hôm sau khi Tiêu Viêm tỉnh lại, phát hiện chính mình không biết đã nằm trên giường từ lúc nào. Nghiêng đầu đảo qua căn phòng trống rỗng, hung hăng lắc đầu, đem cơn buồn ngủ đuổi đi. Sau đó ngồi dậy, đi ra khỏi căn phòng nhỏ ra khỏi phòng, tiêu viêm phát hiện trên bầu trời của tiểu cốc Lam ưng đang chậm rãi bay vòng quanh, tiếng chim ưng không ngừng vang vọng. Tự hồ nó cũng biết hôm nay phải rời nơi này mà đi. Người dậy rồi, ngay khi tiêu viêm đang trông mong nhìn ngóng, tiếng nói thanh thúy đột nhiên từ bên trái chuyển đến. Quay đầu lại, tiêu viêm nhìn thấy một giỏ hoa cùng dược liệu trên tay tiểu y tiên, không khỏi lắc đầu cười, thò tay vào trong ngực lấy ra một chiếc nạp giới có được ở ô thản thành, tiến lên hai bước nắm ngọc thủ của tiểu y tiên, bỏ nó vào tay nàng, cười nói, xem như lễ vật trước khi tạm biệt đi. Có nó, người cũng chứa được không ít đồ đạc, đem nạp giới đeo vào tay. Tiểu y tiên mỉm cười, mặc dù biết đồ vật nọ có chút quý trọng nhưng nàng không cự tuyệt đem giỏ hoa và dược liệu một gốc nhân sâm cẩn thận bỏ vào trong nạp giới. Sau đó đem thất thải độc kinh cùng mấy thứ đồ đạc khác toàn bộ bỏ vào đó nàng ngẩng đầu nhìn tiêu viêm ôn nhu nói ngươi không chuẩn bị dược liệu đem đi sao sau khi rời khỏi đây khó mà tìm được nơi nào khác tốt như vậy hắc hắc hai ngày trước ta đã chuẩn bị cả rồi tiêu viêm đắc ý giơ ngón tay đeo nạp giới mỉm cười nói mỹ mâu nhìn chằm chằm tiêu viêm đang tươi cười tiểu y tiên chun cái mũi nhỏ xinh xắn lại rồi thở ra một hơi chiếc sáo chúc khẽ kề vào đôi môi đỏ hồng nhẹ nhàng thổi âm thanh nhàn nhạt vang động đến tận trời cao nghe tiếng sáo làm ưng trên trời nhất thời liệu người xuống hai cánh vỗ vỗ thổi bay mấy cây cỏ xung quanh tiêu viêm hai người rồi phủ phục trước mặt tiểu y tiên đi thôi ngồi chung lần cuối cùng đi một bước về phía trước tiểu y tiên tự nhiên đem thân thể mềm mại dán vào người tiêu viêm cười dài nói cười gật đầu Tiêu Viêm vươn tay nắm lấy ngọc thủ mảnh mai yếu đuối của nàng, bàn chân đạp nhẹ trên mặt đất, hai người thân hình đột ngột từ mặt đất bay lên. Cuối cùng vững chãi rơi trên lưng của Lam Ưng đứng ở trên lưng chim, Tiểu Y Tiên nhìn mái nhà tranh càng lúc càng nhỏ dần, khẽ thở một hơi dài, lẩm bẩm nói, hẹn gặp lại. Phía Đông Ma Thú Sơn mạch ở khu vực bên ngoài dãy núi. Đứng trên đỉnh núi, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn Lam Ưng đang xoay quanh trên cao giơ tay lên vẫy vẫy với một nữ tử mặc quần áo màu trắng đang ngồi trên lưng lam ưng lớn tiếng cười nói tiểu y tiên chia tay ở đây đi ngày sau có duyên ắt sẽ gặp lại tiêu viêm bảo trọng cúi đầu nhìn chằm chằm thiếu niên trên sườn núi tiểu y tiên mỉm cười nụ cười có vẻ miễn cưỡng cuối cùng phất tay một cái khống chế lam ưng xoay người lam ưng kêu một tiếng rất to rồi hướng phía tây bầu trời bay đi đứng ở trên đỉnh núi tầm mắt tiêu viêm vẫn nhìn theo đến khi bóng dáng màu lam nhạt đó biến mất tại chân trời mới chậm rãi thở dài một hơi không biết sau này lúc nào mới được gặp lại hơn nữa cảm giác gặp lại không biết sẽ thế nào đây khuôn mặt thoáng chút cô đơn nhưng một lát sau tiêu viêm lắc đầu đem nỗi buồn phiền đó đẩy ra ngoài đứng trên đỉnh núi hồi lâu tiêu viêm đợi đến khi tâm tình bình tĩnh trở lại lúc này mới đeo trọng xích lên lưng xoay người đi về hướng chân núi Vị trí của Tiêu Viêm lúc này cũng không phải là phạm vi Thanh Sơn chấn, loại chấn nhỏ này. Bên cạnh Ma Thú Sơn mạch không hiếm lắm, thành thị gần với Tiêu Viêm lúc này nhất là một tòa thành khổng lồ nằm ở phía đông gia mã đế quốc. Quy mô so với Ô Thản thành lớn hơn rất nhiều. Tính tổng thể thực lực thành thị có tên là Hắc Nham này trong tất cả các thành thị khổng lồ ở gia mã đế quốc. Cũng có thể đứng đầu mà mục đích quan trọng của tiêu viêm đó là nhanh chóng đi đến Hắc Nham Thành, bởi vì chỉ có loại thành thị khổng lồ này mới được đế quốc trang bị phi hành vận chuyển đổi. Dù sao ma thú sơn mạch với đông bộ biên cảnh cách nhau quá xa, nếu như muốn cho tiêu viêm đi bộ tới nơi, sợ rằng phải mất 4 năm tháng thời gian. Xong lúc này tiêu viêm không có thời gian để phí phạm, vậy nên hắn phải đi vào Hắc Nham Thành cưỡi phi hành thú đi tới biên giới đế quốc. Đương nhiên, Tiêu viêm cũng có thể trực tiếp dùng tử vân dực phi hành nhưng cho dù đã tấn cấp thành một đấu sư mà muốn bay qua một nửa ra mã đế quốc cũng không có khả năng. Hơn nữa, sử dụng tử vân dực phi hành rất dễ gây sự chú ý cho người khác. Ra mã đế quốc lớn như vậy, ẩn giấu cường giả cũng không ít, hắn không muốn tạo cho mình một số phiền toái không cần thiết. Nguyên nhân vì sao? Đó là vì thời gian. Như theo lời hắn nói, thứ hiện tại mà hắn thiếu thốn nhất, đó chính là thời gian. Xuống khỏi đỉnh núi, Tiêu Viêm đi tới một trấn nhỏ gần đó. Sau khi nghỉ ngơi và hồi phục, hắn thuê một cỗ xe ngựa nhanh nhất, sau đó không ngừng dục ngựa chạy đến Hắc Nham Thành. Tuy nói trấn nhỏ này là địa phương gần Hắc Nham Thành nhất, nhưng do đường xá quanh co, nên xe ngựa cũng phải chạy hơn nửa ngày trời mới mơ hồ nhìn thấy hình dáng to lớn của Hắc Nham Thành đứng trên xe ngựa tiêu viêm nhìn ánh chiều tà buông xuống tòa thành phản xạ lại màu hồng rực rỡ thở dài một hơi bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun xe ngựa đi tới gần tiêu viêm lúc này mới phát hiện tòa thành này có tường rất lớn hoàn toàn do hắc nham xây nên nghe lão nhân đánh xe nói tường thành này từng có hai vị đấu vương hợp lực đánh vào mà cũng không hề bị rung truyền bởi vậy trình độ phòng ngự của tường thành có thể thấy mạnh mẽ đến thế nào xe ngựa sau khi nộp thuế ở cửa thành liền thuận lợi đi vào đi qua thông đạo có chút tối tăm của tường thành một lát sau tầm mắt đã sáng trở lại tiếng người nói ồn ào đập mạnh vào tai làm cho tiêu viêm không kịp chuẩn bị đầu có chút choáng váng nhìn lão nhân đánh xe cười đến híp cả mắt tiêu viêm liền vội thanh toán tiền xe sau đó nghênh ngang rời xe ngựa đứng ngây ra ở đầu đường Quen sống an tĩnh ở trong u cốc lúc này nhìn đám người chung quanh chen trúc chật trội trong lòng tiêu viêm đột nhiên không biết làm thế nào. Trước tiên tìm một chỗ nghỉ qua đêm đã. Không biết hắc nham thành này có luyện dược sư công hội không nếu có tốt nhất đi kiểm tra một chút. Xem có thể đạt được nhị phẩm hay không. Thành âm dược lão đột nhiên vang lên. Đi luyện dược sư công hội. Tiêu viêm sửng sốt. Ngạc nhiên nói vậy không phải bại lộ thân phận dược sư của ta sao nghe như vậy dược lão nhất thời không nói được gì sau đó một lúc lâu mới giờ khóc giờ cười nói hình như ta chưa bao giờ bảo ngươi giấu giếm thân phận luyện dược sư a à. tất cả đều là tự ngươi thích ẩn giấu ta biết ngươi không thích nổi danh nhưng ngươi phải biết rằng luyện dược sư khiến mọi người sợ hãi không phải vì bọn họ biết chế tạo đan dược mà bởi vì bọn họ có một mạng lưới quan hệ khổng lồ mà nối liền mạng lưới này chính là một gã luyện dược sư dù sao rất nhiều cường giả muốn đan dược mà muốn có đan dược thì phải thỉnh cầu luyện dược sư. Để có được phần nhân tình này, chỉ cần luyện dược sư gặp phiền toái, không phải là cơ hội tốt nhất dành cho cường giả sao. Năm đó ta từng bị một người tới báo thù, đối phương là một vị đấu tông. Bà đấu hoàng, năm tên đấu vương, muốn biết sau đó thế nào phải không, lời nói đến đó đột nhiên dừng lại, dược lão cười híp mắt nói. Bộ phận trọng yếu nhất bị chặn lại, tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu đành phải nói cuối cùng thế nào sau đó ta dùng linh hồn truyền tin ai thứ này ngày sau ngươi có thể biết sau đó đi đến ba vị đấu tông tám vị đấu hoàng mười hai vị đấu vương mười tám đấu linh còn những thứ khác ta không nhớ rõ lắm kết quả thế nào chắc ngươi tưởng tượng ra được dược lão cười dài nói cước bộ chợt dừng lại tiêu viêm chậm rãi ngẩng đầu lên hít mạnh một hơi khí lạnh ba vị đấu tông tám vị đấu hoàng mười hai đấu vương đội hình kinh khủng này có lẽ hủy diệt một cái đế quốc cũng có thể luyện dược sư thật sự có được năng lực lớn như thế sao ân cho nên đem thân phận luyện dược sư bại lộ một chút cũng không có hại gì tựa hồ có điểm đạo lý vậy ngày mai tới luyện dược sư công hội thử xem có thể đạt tới nhị phẩm hay không vẫn có điểm mê man như cũ nhưng tiêu viêm cũng gật đầu đáp ứng hắn không phải là loại người quá mức cưỡng cầu nếu có cơ hội cho một vị cường giả nợ một nhân tình hắn sẽ không bỏ qua nhưng nếu như không có vậy cũng không có gì phải lo âu ân à, mặt khác nếu có thời gian đi đấu giá hội một chút nếu có tam giai ma hạch tận lực đấu giá tới dược lão trầm ngâm nói mặc dù chúng ta không tìm được bất kỳ loại dị hỏa gì nhưng đem tất cả chuẩn bị trước là tốt nhất nếu không gặp vận may đến mà để tuột sợ rằng sau này khó mà gặp lại tam giai ma hạch là vật liệu cuối cùng luyện chế huyết liên đan phải không tiêu viêm chậm rãi đi bộ trên đường ánh mắt tùy ý đảo qua một số cửa hàng xung quanh trong miệng hỏi dò phải muốn thôn phệ dị hỏa ít nhất phải cần đến ba loại vật liệu mà huyết liên đan là một trong số đó huyết liên đan là vật giúp ngươi đến gần dị hỏa nếu không có nó đừng nói chỉ là đấu sư nho nhỏ như ngươi cho dù là một đấu hoàng cường giả cũng không dám dễ dàng tiếp xúc dị hỏa băng linh hàn tuyền nếu như nói huyết liên đan là vật bảo vệ ngoại thể thì băng linh hàn tuyền lại bảo vệ bộ phận trong cơ thể ngươi lúc luyện hóa dị hỏa sẽ không bị độ nóng của nó đốt cháy thành hư vô loại cuối cùng tên là nạp linh thứ này có thể trong cơ thể ngươi khai mở một cái không gian nhỏ mà cái không gian này là để chứa đựng dị hỏa lấy tính hủy diệt của dị hỏa mà nói, nếu như ngươi không hoàn toàn luyện hóa. Trừ bỏ loại hư vô không gian này, tất cả những thứ xung quanh, bao gồm cả thân thể ngươi sẽ bị đốt cháy trong nháy mắt. Nhưng nạp linh lại có điểm khó gặp lại nói. Nó cùng với nạp giới có chút quan hệ. Loại nạp linh này chỉ có tại trung ương của nạp thạch cao cấp nhất mới có khả năng tìm được. Người phải biết rằng cao cấp nạp thạch là để chế tạo cao cấp nạp giới. Cho nên độ hiếm có của nó có thể hiểu hơn nữa nạp linh tồn tại trong nạp thạch cao cấp tỷ lệ không cao lắm, ân, ngươi hiện tại hẳn là biết sự hy hữu của nạp linh rồi chứ tiêu viêm mấp máy miệng. Vẻ mặt thừa ra, sau đó một lúc lâu, cười khổ lắc đầu, băng linh hàn tuyền cùng nạp linh, hai loại đồ vật này ta chưa bao giờ nghe qua. Người muốn ta đi đâu tìm chứ? Nạp linh ngươi không cần lo lắng, năm đó ta tìm kiếm dị hỏa vẫn còn thừa một ít. Cho nên thứ mà ngươi thiếu duy nhất hiện nay là băng linh hàn tiền cùng tam giai ma hạch. Dược lão cười nói, băng linh hàn tuyền có thể tìm ở đâu, tiêu viêm cười khan hỏi. Chỗ cực lạnh hoặc cực, nóng, dược lão cười nói. Chỗ cực nóng cũng có thể có, mở chừng hai mắt. Tiêu viêm có chút ngạc nhiên hỏi. Đúng là đạo lý này, dược lão gật đầu, mỉm cười nói, đương nhiên nếu như vận khí của ngươi tốt nói không chừng có thể lấy được từ trong tay phòng đấu giá bất quá tỷ lệ hẳn là không lớn dù sao chỉ cần là người hiểu biết cũng sẽ nhận ra độ chân quý của nó bình thường sẽ không dễ dàng lấy ra nếu như không có mấy thứ này mà ta lại may mắn gặp phải dị hỏa phải làm sao bây giờ tiêu viêm con mắt đảo quanh hỏi thì phải rút lui buông tha cho cơ hội lần này mặc kệ có quý trọng bao nhiêu không có ba vật này chạm vào tất chết dược lão thản nhiên nói thanh âm không chút do dự chẳng lẽ không có thứ gì có thể thay thế nó tiêu viêm có chút không cam lòng hỏi. Có, nhưng ba loại đồ vật này là ta trải qua vô số lần thí nghiệm mới chọn lựa loại thích hợp nhất phụ trợ luyện hóa dị hỏa. Không khách khí nói rằng, nếu như người có thể phối chế tài liệu làm tăng xác suất luyện hóa di hỏa lên cao, rất nhiều luyện dược sư sẽ há mồm trợn mắt đem tiền đến đổi lấy, dược lão thanh âm thoáng có chút tự hào. Nói vậy ba loại tài liệu này thật là phế đi không ít tâm huyết của hắn. Cười khổ lắc đầu, Cước Bộ Tiêu Viêm dừng lại trước một khách sạn xa hoa, thở dài nói: "Được rồi. Ta sẽ tận lực thu về Tam giai ma thú hạch cùng băng linh hàn tiền, nhưng có thể có được hay không, ta cũng không dám khẳng định. Hiện tại, chúng ta vào nghỉ một đêm đã. Ngày mai đi luyện dược sư công hội, sau đó dạo qua đấu giá hội, hy vọng sẽ không làm chúng ta thất vọng." Ngày thứ hai, khi ánh mặt trời vừa chiếu xuống mặt đất, Tiêu Viêm đã rời khỏi khách sạn trước lúc đi ra thuận tiện thăm hỏi một chút vị trí của luyện dược sư công hội. Đi bộ sáng sớm trên đường phố tiêu viêm nhớ lại lúc mình hỏi thăm vị trí của luyện dược sư công hội. Lão bản lộ ra thần sắc kinh dị cùng nịnh nọt âm thầm có chút buồn cười cùng cảm thán. Xem ra thân phận cao quý của luyện dược sư thật đã thâm nhập vào đầu óc của mỗi người trên đấu khí đại lục. Nếu không khi nhắc đến luyện dược sư công hội, những người này cũng không lộ ra thần sắc kính sợ như vậy. Hát Nham Thành không hồ là một trong những thành thị đứng đầu gia mã đế quốc. Mặc dù lúc này là sáng sớm, những trên đường phố vẫn là một cảnh phồn hoa, tiếng người huyên náo, hơn nữa thỉnh thoảng có hộ vệ quân quần áo chỉnh tề đi qua. Thành âm áo giáp va chạm vang lên trên bầu trời buổi sáng, thanh thúy giống như tiếng chuông. Theo lộ tuyến lão bản khách sạn chỉ tiêu viêm chậm rãi đi qua mấy cây ngã tư đường, quay vòng một hồi lâu, sau đó ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên kiến trúc bằng bạc trước mắt phòng ốc ở đây tạo hình có chút khác biệt ngoại hình đại khái nhìn giống như cái dược đỉnh bình thường xung quanh là các cửa sổ được thiết kế như những lỗ thông hỏa bình thường của dược đỉnh phía trên cao của cái đỉnh là một nắp đỉnh cực lớn đem tòa nhà này che lấp ánh mắt dừng lại bên ngoài kiến trúc trên cái biển màu tím làm bằng đàn hương năm chữ lớn mơ hồ ẩn chứa phong cách cổ xưa thản nhiên phát ra kim quang nhàn nhạt luyện dược sư công hội trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu tiêu viêm nghiêng đầu nhìn phát hiện những người đi qua tòa kiến trúc này phần lớn đối với tấm biển trên cao ánh mắt thoáng một nét kinh sợ đương nhiên cũng có một số người qua đường đưa đến những ánh mắt kinh ngạc đối với tiêu viêm đang đứng ngây ngốc trước của luyện dược sư công hôi không để ý đến ánh mắt chung quanh bàn tay tiêu viêm khẽ vuốt nhẹ lên huyền trọng xích sau lưng sau đó mới đi nhanh tới luyện dược sư công hội đến gần cửa hai gã hộ vệ đã sớm chú ý đến thanh niên mang vũ khí hạng nặng trước mặt đưa tay ngăn cản, lớn tiếng nói, tiểu huynh đệ, nơi này là luyện dược sư công hội, ngươi muốn vào phải không? Có thư do đạo sư của mình cấp không? Ách, thư giới thiệu, nghe vậy, tiêu viêm sửng sốt, trong lòng có chút nghi hoặc hỏi, sư phụ. Cái thư giới thiệu là vật gì vậy? Cái này ta cũng không biết. Trên đấu khí đại lục từng đế quốc đều có luyện dược sư công hội riêng, hơn nữa quy củ cũng không giống nhau. Ta trước kia cũng ít khi đến ra mã đế quốc cho nên không rõ thứ đó là cái gì, trong giới chỉ dược lão cũng ngạc nhiên nói. Bất đắc dĩ lắc đầu, ngay cả Tiêu Viêm cũng có chút khổ não. Một làn hương phong, gió thơm đột nhiên từ phía sau bay tới. Hắn cảm nhận thấy chủ nhân của làn hương phong đó đang đi tới, cũng không có ý né tránh. Hơi nhíu mày, Tiêu Viêm đành phải lắc mình ra khỏi cửa tiêu viêm vừa mới tránh ra một bóng dáng xinh xắn đã đứng trước mặt hắn sau đó cũng không chú ý đến tiêu viêm đang ở một bên quay đầu về phía sau dịu dàng nói sư phụ người nhanh lên một chút ai nhà đầu còn sáng sớm người vội vã như vậy làm gì nói không chừng hiện tại cái lão gia hòa phật khắc lan chưa dậy cũng nên thanh âm già nua có chút bất đắc dĩ từ phía sau vang lên tiêu viêm quay đầu lại ánh mắt quét về phía lão nhân đang uể oải đi tới con mắt đào quanh, sau đó dừng lại ở chiếc huy chương trước ngực hắn, chỉ thấy cổ phát một cái dược đỉnh. Trên đó là bốn cây ngân sắc ba văn, tứ phẩm luyện dược sư trong lòng kinh ngạc tiêu viêm lại lần nữa quay đầu lại nhìn thiếu nữ áo tím đang đứng cách đó không xa. Thiếu nữ tuổi tác chỉ khoảng 20, hai gò má xinh đẹp động lòng người, thân hình xinh xắn, nhưng độ phát dục khiến người ta phải kinh ngạc chỗ lồi chỗ lõm tạo thành một thân thể mềm mại thành thục cùng đầy đặn mặc một bộ phục sức luyện dược sư màu tím bó sát người nhìn như vậy rất có vẻ cao quý trang trọng dù sao trang phục của luyện dược sư không thể tùy tiện mặc tuy mặc trang phục của luyện dược sư nhưng trên ngực nàng không có bất kỳ cái huy chương nào thiếu nữ có một mái tóc thật dài bị một dải lụa tím bó lại vắt xuống tận phía mông Mỗi khi lay động, mái tóc lại nhẹ nhàng quét qua quét lại trên cặp mông nhỏ, cực kỳ thu hút ánh mắt của nam nhân, đoạn này dịch chắc không sát lắm. Đọc đến mỹ nữ là cứ loạn hết cả lên. Các bác thông cảm mũ gạch dưới mũ. Dường như nhận thấy ánh mắt đánh giá của Tiêu Viêm, nữ tử quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Viêm phục trang bình thường. Mày liễu không khỏi nhíu lại nhìn hai gã hộ vệ hừ nói, tránh ra đi, cứ chắn ở cửa như thế à, hắc hắc, lâm phỉ tiểu thư hôm nay là tới để khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư sao. Áo thác đại sư không hồ được xưng là một trong những luyện dược sư mạnh nhất hắc nham thành, ngắn ngủi trong vòng ba năm. Đã làm cho tiểu thư trở thành nột vị luyện dược sư chân chính. Mặc dù thanh âm thiếu nữ có chút không khách khí, nhưng hai gã đại hán vội vã cười làm lành. Sau đó tránh ra tạo một cái thông đảo. Yên tâm đi, chờ ta chính thức trở thành một luyện dược sư, nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi đâu." Thiếu nữ cười dài nói, chợt ánh mắt tùy ý liếc về phía thanh niên mặc quần áo bình thường bên cạnh. Mặc dù sư phụ cùng phụ thân nàng thường xuyên dạy nàng nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo, nhưng nàng đánh giá một chút vị thiếu niên này, vẫn như cũ không phát hiện ra bất kỳ điểm nào khác thường nói về anh tuấn hắc nham thành người anh tuấn hơn hắn có thể xếp thành một hàng dài nói về thực lực dù tính hắn là thất tinh đấu giả trở lên trong mắt nàng cũng không có gì giỏi ở tại hắc nham thành này một đấu sư cũng phải gọi nàng là lâm phì tiểu thư chậm rãi thu hồi ánh mắt lâm phì hơi lắc đầu rốt cuộc đem chú ý lực từ người tiêu viêm rời đi chỗ khác lần đầu gặp mặt trong lòng không nói xem thường nhưng cũng không có để vào trong lòng thuần túy coi như một người qua đường bình thường ai đi thôi nha đầu hôm nay nhất định phải thành công nếu không thì sau này lão gia hỏa phật lan khắc kia sẽ không bỏ qua việc này để trêu chọc ta lúc này lão giả phía sau rốt cuộc đã đi lại đây hướng về phía thiếu nữ cười trêu nói áo thác đại sư nhìn thấy lão giả hai gã thủ vệ đại hán vội vàng cung kính khom người hành lễ Ừ, gật đầu cười với hai người, lão giả được xưng là áo thác đại sư bước từng bước về phía trước, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở tiêu viêm đang nhàm chán đứng đợi ở một bên, không khỏi sững người. Hắn mơ hồ thanh niên trước mặt có điểm không bình thường, nhưng cụ thể không bình thường ở điểm nào thì hắn lại không thể nói rõ. Yên tâm đi sư phụ, không phải chỉ là luyện chế một viên đan dược thôi sao, đâu có thể làm khó đệ tử thông minh của ngài chứ. Lâm phỉ cười duyên kéo cánh tay áo thác. Làm nũng nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Sùng nịnh vỗ vỗ đầu lâm phỉ áo thác đối với tiêu viêm ở bên mỉm cười thân thiện. Sau đó kéo lâm phỉ đi vào bên trong luyện dược sư công hội. Sư phụ, người thân thiện với người khác từ bao giờ thế? Đây dường như không phải tính cách của ngài A à, đi vào trong công hội lâm phỉ nghi hoặc nói. Ai tổng cảm giác thấy tiểu gia hòa kia có điểm không giống người thường, bất quá cũng không thể nói rõ. Có lẽ là ảo giác áo thác cười, tùy ý nói. Nghe vậy, lâm phỉ bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải bước nhanh theo áo thác vào bên trong. Tiểu huynh đệ tìm được giới thiệu tín của đạo sư chưa? Đưa mắt nhìn áo thác đi vào trong công hội, một gã đại hán hộ vệ đối với tiêu viêm cười nói, trong mắt hắn có thần sắc hồ nghi. Tự hồ nghĩ tiêu viêm không thể lấy ra được mà thực cũng đúng là thế. Xin lỗi, vật kia ta không có. Bất đắc dĩ tiêu viêm dơ dơ cầm nói, mới vừa rồi vị tiểu thư kia. Hình như cũng không đem giới thiệu tín cho các ngươi kiểm tra. Đạo sư của Lâm Phỉ tiểu thư là Áo Tháp đại sư tứ phẩm luyện dược sư. Người ngay cả tên này cũng chưa từng nghe qua sao? Nghe qua vấn đề của Tiêu Viêm, ánh mắt của hai tên đại hán nhìn hắn, giống như nhìn kẻ ngốc. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiêu Viêm chậm rãi giơ tay lên, người muốn làm gì? Nhìn cử động của Tiêu Viêm, hai gã đại hán nhất thời biến sắc, bàn tay chụp vào vũ khí quát to không để ý đến hai người ánh mắt tiêu viêm nhìn chằm chằm vào bàn tay một cỗ hỏa diễm màu tím đột nhiên từ trong bàn tay bốc lên độ ấm của tử hỏa làm cho hai người sắc mặt đại biến ngừng tự chân hỏa tứ phẩm luyện dược sư thành âm kinh hãi vang lên không thể tin từ trong miệng hai người phun ra lấy bọn họ thường xuyên thủ vệ luyện dược sư công hội tự nhiên là biết ngừng tụ chân hỏa phải là tứ phẩm luyện dược sư mới có khả năng làm được nhưng nếu như người trước mặt là một lão nhân thì họ còn có thể bình tĩnh một chút nhưng người trước mặt rõ ràng chỉ là một thanh niên 20 tuổi A. À. Xin lỗi ta không phải là tứ phẩm luyện dược sư bất quá ta chỉ là có năng lực triệu hoán chúng ra mà thôi không ít người qua đường nghe tiếng hai tên hộ vệ hô hoán hấp dẫn chạy lại. Thấy ngọn lửa trong tay tiêu viêm nhất thời dung động hít vào vài hơi khí lạnh. Nhìn một màn này, tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải lắc lắc tay, đem tử hỏa dập tắt, nói với hai gã hộ vệ, hiện tay ta có thể tiến vào chưa? Có thể có thể, tiểu huynh, à không, đại nhân. Mời ngài vào bên trong. Hai gã liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng khom người xuống, cùng tính nói. Nhìn đám người bị hấp dẫn đang đứng ở cửa tiêu viêm cười khổ trong lòng một tiếng. Ai bảo chính mình vô danh, không chỉ không có huy chương, mà ngay cả trang phục của luyện dược sư cũng không có mặc. Thở dài một hơi, Tiêu Viêm bỏ tay vào trong áo bào. Sau đó chậm rãi cất bước đi vào tòa nhà cơ hồ là ngành nghề cao quý nhất trong Hắc Nham Thành. Đi vào luyện dược sư công hội, một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt bay tới làm cho thần trí con người có chút thoải mái. Trong đại sảnh nhân viên cũng không nhiều, chỉ có một ít người đang an tĩnh làm chuyện của mình tựa hồ nghe được tiếng bước chân một số người ngẩng đầu ánh mắt liếc nhìn thành niên đang mang trên vai một cái hắc xích thật lớn cơ hồ kéo dài tới mặt đất trong mắt thoáng hiện nét nghi hoặc sau đó lại vùi đầu vào làm việc họ không cho rằng có ai gan lớn lại đến làm loạn tại luyện dược sư công hội đứng một lúc trong đại sảnh vắng lặng tiêu viêm lắc đầu vừa muốn tìm một người hỏi cách lấy luyện dược sư huy chương thì một nữ tử mặc quần áo xanh nhạt vội vàng từ hậu trường đi ra sau đó bước nhanh đến chỗ của tiêu viêm vị tiên sinh này nhìn bộ dáng của ngươi hẳn là lần đầu tiên đến luyện dược sư công hội hắc nham thành đi tới trước mặt tiêu viêm thanh y nữ tử đôi mắt đẹp quét một vòng mìm cười hỏi ừm đánh giá một chút thanh y nữ tử trước mặt bộ dáng mắt ngọc mày ngài thật khiến cho người ta yêu thích tiêu viêm cười nói đích thật là lần đầu tiên đến ta muốn đến lĩnh một cái luyện dược sư huy chương ồ hóa ra ngài cũng là một luyện dược sư ư nghe vậy thanh y nữ tử rõ ràng giật mình mỹ mâu lại quét ngang trên người tiêu viêm ngạc nhiên hỏi ừm có thể nói cho ta biết trình tự không cũng không để ý đến tia kinh ngạc trong mắt nữ tử tiêu viêm cười gật đầu nói mời ngài đi sang bên này nhìn thấy tiêu viêm gật đầu xác định thanh y nữ tử hơi kinh hãi trên mặt rõ ràng thêm vài lần cung kính lui ra phía sau vài bước đi tới quầy trước nhìn tiêu viêm mỉm cười nói từ trong quầy lấy ra một mảnh da dê đã ố vàng, bàn tay trắng nõn của thanh y nữ từ có chút yêu nhã cầm bút ngẩng đầu hướng về tiêu viêm nói tiên sinh. Mời nói ra tên của ngài, tuổi tác, tên đạo sư của ngài, chắc phải nhờ ngài viết luôn rồi. Tiêu viêm, 19 tuổi, đạo sư, dược lão tiêu viêm trầm ngâm một hồi rồi cười nói. Tiên sinh không ngờ còn trẻ như vậy, nghe tuổi tác của tiêu viêm, nhã hàm trong lòng không khỏi sợ hãi than nhẹ một tiếng mỉm cười vỗ mông ngựa một cái nho nhỏ. Mày liễu đột nhiên nhíu xuống, suy tư một lát sau đó có chút xấu hổ nói tiên sinh tên đạo sư của ngài. Tựa hồ không có trong ghi chép của luyện dược sư công hội chúng ta. Lão nhân gia thích ẩn cư cho nên cũng chưa từng ghi chép qua. Như thế nào, nhất thiết phải ghi tên người sao? Như vậy thì thôi đi. Cao mày tiêu viêm lắc đầu sau đó xoay người muốn đi. Hắn không nghĩ tới sẽ phiền toái như vậy tiên sinh xin chờ một lát nhìn thấy tiêu viêm rời đi nhã hàm vội vàng nói mặc dù không có ghi chép đạo sư của ngài bất quá chỉ cần ngài thông qua khảo hạch vẫn có thể lĩnh huy chương như thường nghe vậy tiêu viêm lúc này mới dừng bước trong lòng thở dài mộ hơi xoay người nhìn nhã hàm cười nhanh nhẹn thu dọn đồ vật trên bàn nhã hàm đem bản đăng ký cầm trong tay sau đó giơ tay nói tiên sinh mời đi theo ta nếu như ngài thông qua khảo hạch cấp bậc như vậy liền có thể thuận lợi lĩnh huy chương. À, ngài định khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư sao? Lật xem tư liệu trên tay, Nhã Hàm thuận miệng mỉm cười hỏi. "Không phải, nhị phẩm?" Bước chân đang đi đột nhiên dừng lại, khiến chút nữa Tiêu Viêm đụng phải, bất quá cũng hãm lại kịp thời, lập tức nghi hoặc nhìn dáng người yểu điệu trước mắt. "Ngài nói, ngài muốn khảo trạch nhị phẩm luyện dược sư sao?" Quay đầu lại, Nhã hàm khẽ nhếch cái môi hồng nhuận nhỏ nhắn, kinh ngạc nhìn chằm chằm tiêu viêm, mới 19 tuổi, đã khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư sao? Cái này trong luyện dược sư công hội của gia mã đế quốc hình như là đầu tiên a à. Ừm, có vấn đề gì sao? Hơi hơi gật đầu tiêu viêm thản nhiên nói. Bạn đang đọc truyện tại http 2 gạch chéo gạch chéo tiyenfull vn không, không có, phục hồi lại tinh thần, nhã hàm vội lắc đầu ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm lại càng thêm cung kính nhẹ giọng nói tiêu viêm tiên sinh bảo ta là tiêu viêm là được rồi lắc đầu tiêu viêm cười nhẹ nói a được nhã hàm tốt xấu gì cũng ở trong luyện dược sư công hội một thời gian ngày thường gặp phải đại nhân vật cũng không ít cho nên nghe tiêu viêm nói vậy đã tỉnh táo lại phần nào cười dài nói người trước kia chưa có chiếc huy chương nào sao ừm nếu như vậy trước hết ngươi phải đến nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch đã nếu như thành công thăng cấp sau đó mới có thể đến khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư nhã hàm mỉm cười đem trình tự khảo hạch ra nói với tiêu viêm ai vậy đến đó đi nghe vậy tiêu viêm ngẩn ra bất đắc dĩ gật đầu mỉm cười nhã hàm tốc độ chậm lại một lát sau đứng trước đại môn ngừng lại bên ngoài đại môn bốn gã đại hán vũ trang hạng nặng canh gác ở đây ánh mắt đảo qua trên ngực bốn gã đại hán. Tiêu viêm trong lòng cảm giác lẫm lia. Hắn phát hiện bốn người này đều là cửu tinh đấu giả, hơn nữa trong đó có một người hơi thở vững vàng, chứng tỏ đã dừng ở cấp bậc này rất lâu. Tùy thời có thể đột phá tiến vào hàng ngũ đấu sư. Đặc á đại thúc bên trong khảo hạch bắt đầu rồi sao? Nhã hàm cầm tư liệu của tiêu viêm trong tay đưa cho tên đại hán kia hỏi. À chưa, bất quá sắp rồi. Người mang thêm người vào sao? thoạt nhìn không tồi a à, tên được xưng là đặc á à ánh mắt quét ngang trên người tiêu viêm trong lòng dâng lên một cảm giác kinh dị lấy thực lực của hắn dĩ nhiên không thể nhìn ra độ nông sâu của thanh niên trước mặt ân tốt lắm vào thôi cẩn thận kiểm tra một chút tư liệu trên bản đăng ký cùng với ấn chương đặc á lúc này mới móc trong người ra một cái băng tay màu đen trên đó có một chữ ngũ thật to đây là số báo danh của ngươi đừng để mất tiếp lấy băng tay Tiêu viêm đeo nó lên tay rồi cười cảm tạ đặc á. Tiêu viêm, người chỉ có thể tự mình tiến vào phía dưới, dựa theo quy củ chúng ta không thể tùy tiện đi vào bên trong. Nhìn thấy thủ tục đã đầy đủ hết, nhã hàm khẽ cười nói. Ừ, đa ta, gật đầu, tiêu viêm chắp tay đối với mấy người, sau đó nhanh chóng tiến vào trong đại môn. Đại sảnh bên trong rộng mở sáng như ban ngày. Lúc này trong đại sảnh có không ít người tiếng xì si xào bàn tán tiếng cười không ngừng vang lên, Tiêu Viêm đảo qua trên ngực mấy người này, kinh dị phát hiện phần lớn trong số đó đều đều là luyện dược sư. Trong đám người Tiêu Viêm không ngờ phát hiện thấy có hai gã tứ phẩm luyện dược sư, trong đó một người chính là đại sư áo thạc mà hắn từng chứng kiến, mà một vị khác. Nghe những người xung quanh xưng hô Tiêu Viêm mới biết đó là hội trưởng luyện dược sư công hội Phật Lan khác. Tại trung tâm đại sảnh, tỉ mỉ bày sẵn mười mấy bãi đá khác nhau trên mỗi bãi đá đều có đầy đủ các khí giới luyện dược mà trong bãi đá có bảy người trẻ tuổi đang sốt ruột đứng chờ mà thiếu nữ tên là lâm phì kia cũng ở trong số đó phật lan khác tiết mị đâu tây gì sao còn chưa thấy ra thời gian khảo hạch sắp tới rồi áo thác ánh mắt quét về phía hậu trường nói với phật lan khác đang cười đùa bên cạnh đừng nóng vội đừng nóng vội đây chính là lần khảo hạch đầu tiên của tiết mị nàng tự nhiên là muốn chuẩn bị đầy đủ khoát tay áo, Phật Lan khắc nhìn áo thác có chút không kiên nhẫn. Mặt toát ra ý cười. Nghe vậy, áo thác bĩu môi, lầm bầm nói, còn có 10 phút. Nếu còn không ra, dù ngươi là hội trưởng cũng không thể kéo dài thời gian chờ đợi khảo hạch. Cười cười, Phật Lan khắc quay đầu tầm mắt đào qua đại sảnh, cuối cùng dừng lại trước một thiếu niên, ánh mắt nhìn băng tay trên mình hắn, không khỏi có chút kinh ngạc hỏi, tiểu tử kia. Người cũng đến khảo hạch luyện dược sư sao? lần đầu tiên trong đời thấy nhiều người đồng hành như vậy, tiêu viêm trong lòng đang có chút hưng phấn. Nghe được Phật Lan khắc hỏi vậy liền gật đầu. Nhìn tiêu viêm gật đầu, Phật Lan khắc ánh mắt càng thêm kinh dị, hỏi, tiểu tử. Người bao nhiêu tuổi? 19, nhìn không ra lão giả địa vị không thấp này có ý gì, tiêu viêm đành nói thật. Nga, nghe được tiêu viêm trả lời. Không chỉ có Phật Lan khắc mà áo thác đang ở bên cạnh cũng đem ánh mắt rời lại đây. Sau khi nhìn thấy Tiêu Viêm, không khỏi sửng sốt. Chợt cười hỏi, lúc trước ta thấy tiểu gia hỏa này có điểm bất đồng, nguyên lai cũng là một luyện dược sư, bất quá tại sao ta lại không có cảm ứng gì nhỉ theo đạo lý. Người thực lực thấp hơn rất khó che giấu thân phận dưới mắt ta chứ. Nghe được lời của áo thác Tiêu Viêm cũng chỉ biết mờ mịt lắc đầu ra vẻ không biết có dược lão thủ hộ. Lấy thực lực tứ phẩm dược sư của lão già này làm sao phát hiện ra chứ? cũng may áo thác không có triệt để truy cứu, nhìn thấy tiêu viêm sắc mặt mờ mịt cũng ngừng hỏi ở đây. Sách sách 19. Lão áo thác tiểu gia hỏa này so với hai đứa đệ tử của chúng ta hình như nhỏ hơn A, Phật Lan khắc sách sách khen có lẽ phải chờ tiểu gia hỏa này thuận lợi qua khảo hạch đã. Mặc dù có điểm khiếp người, nhưng hai năm trước lúc Lâm Phỉ 19 tuổi cũng từng đến để khảo hạch đó thôi. Lắc đầu áo thác cười nói. Mặc dù hắn không có ý xem thường Tiêu Viêm nhưng mới 19 tuổi mà muốn lấy luyện dược sư huy chương tại Hắc Nham Thành luyện dược sư công hội, chuyện này cũng chưa có bao giờ. Nhà đầu kia của ngươi lúc đó tới thuần tí tới là để quấy rối thôi. Khi đó nàng thiếu chút nữa đem lò dược làm nổ, Phật Lan khắc lắc đầu cười mắng, mặc dù nói thế nhưng hắn cũng minh bạch. 19 tuổi mà muốn qua khảo hạch khó khăn dù sao, muốn trở thành luyện dược sư chính thức ngoại trừ tiên thiên linh hồn khai mở còn cần phải trở thành đấu giả. Hơn nữa, sau khi trở thành đấu giả, người muốn trở thành luyện dược sư còn cần một đạo sư bắt tay dạy dỗ, sơ bộ đem luyện dược thật học được mà cái giai đoạn học tập này. Ít nhất cũng phải tốn một năm. Tổng kết mà nói, 19 tuổi trở thành luyện dược sư, như vậy lúc hắn 18 tuổi hay trước đó phải trở thành một đấu giả, nhưng loại thiên phú tu luyện này so với linh hồn đặc biệt của luyện dược sư còn muốn hiếm có hơn cho nên cho dù phật lan khắc cùng áo thác biết nhiều hiểu rộng cũng khó có thể cho rằng thiếu niên trước mặt có thể thành công thông qua khảo hạch thôi đi đừng cho là ta không biết người năm đó lén cho tiết mị đi khảo hạch nàng không phải cũng đem dược đỉnh làm nổ sao nhìn hai người tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu vừa mở miệng hỏi một thanh âm lạnh như băng từ phía sau vang lên sư phụ xin lỗi ta đến muộn giọng nói lạnh như băng nũng nịu giống như tiếng băng tan trên đỉnh núi tuyết thanh thúy kỳ ảo vang vọng có chút êm tai ít nhất trong đại sảnh có hơn nửa số người tiêu viêm phát hiện được đem ánh mắt nồng cháy quay về phía sau hắn nhấp hé miệng tiêu viêm cũng chậm rãi quay mặt lại nhìn ngân bào nữ tử đang yêu nhã từ đại môn tiến đến ánh mắt xẹt qua một tia mịt mờ cùng kinh diễm ở đại môn một dáng người thon dài dung mạo thanh khiết như băng trên núi tuyết khuôn mặt tinh xảo, đôi mi thanh tú, thân thể là lướt thon thả, mặc một bộ váy áo màu bạc cùng làn da như ôn ngọc càng làm cho nữ tử này có thêm vẻ lạnh lùng. Khiến cho người khác kinh ngạc hơn chính là mái tóc màu bạc kéo dài đến thắt lưng. Loại tóc màu bạc này không phải giống như bị bệnh rồi biến dị sinh ra mà êm ái như những tia bạc phất phơ đãng đãng làm cho nàng có lực hấp dẫn đến kỳ dị ánh mắt tinh tế đánh giá một phen tiêu viêm trong lòng không khỏi sợ hãi, khó trách có thể làm cho phần lớn người trong đại sảnh ánh mắt nồng cháy như vậy. Cùng nàng so sánh, với vị nữ tử tên là Lâm Phì kia ít đi một phần tính chất kỳ ảo, đặc biệt mái tóc màu bạc tinh khiết lộng lẫy càng làm cho một ít nữ tử trong lòng không khỏi có chút ghen ghét. Ánh mắt quét ngang. Tiêu viêm chậm rãi thu hồi mục quang của mình, hơi nghiêng thân thể tự giác tránh ra nhường đường đi. Ngân bào nữ tử chậm rãi đi đến nhìn liếc qua tiêu viêm ở bên cạnh rồi đi đến chỗ của phật lan khác đứng một bên tiêu viêm người thấy một làn hương nhàn nhạt, nhạt phảng phất ra từ trong cơ thể nàng trong lòng than thở một tiếng cực phẩm sư phụ đi tới trước mặt phật lan khác ngân bào nữ tử trên gương mặt thoáng lộ ra một nét tiêu ý trong chốc lát nụ cười như băng liên nở rộ trên núi tuyết làm nhân sinh lại thêm kinh diễm ai người rốt cuộc cũng tới rồi áo thác lão gia hỏa này đã sớm không chờ được nữa ánh mắt nhu hòa nhìn đệ tử đắc ý của mình, Phất Lan khắc vui mừng nói. Áo thác đại sư, ngân bào nữ tử quay đầu. Đối với áo thác đang đứng một bên hơi cúi người thi lễ. Tiết mị nha đầu vẫn hiểu lễ phép so với, khụ tốt lắm, tốt lắm, cũng nên bắt đầu thôi, cười gật đầu áo thác quay về phía đệ tử của mình đang biểu biểu môi, vội vã sửa lời. Hơi gật đầu, tiết mị nhìn kỹ xung quanh, rồi cũng tiến vào trong bãi đá. Nàng cùng lâm phỉ vừa vặn cách nhau một cái bàn hai người đối mặt cơ hồ là hoa lửa tóe ra. Xem ra bọn họ tựa hồ cũng không vừa lòng nhau. Hừ, cố gắng đừng để nổ cái đình. Người thất bại cũng không sao nhưng đừng làm ảnh hưởng đến ta. Ngọc thủ vỗ nhẹ vào cái dược đỉnh trước mặt lâm phì mũi thon hết lên, hừ nhẹ nói. Ta nghĩ, dù không quấy nhiễu thì người cũng có thể thất bại mà. Mà cái có thể này hình như không nhỏ. Tiết mị cười nhạt nói mặc dù biểu hiện của nàng có vẻ lạnh lùng, bất quá đối với đối thủ đã cạnh tranh nhiều năm với mình vẫn như cũng khó có thể giữ bình tĩnh. Khụ, tốt lắm. Nhìn khảo hạch chưa bắt đầu nhưng mùi vị hỏa dược giữa hai người đã nồng đậm. Phật Lan khắc bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cười với Tiêu Viêm đang ở một bên rồi nói Tiểu Tử kia, người cũng tới nơi đó đi. Ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi a nhưng nếu như thất bại cũng không có vấn đề gì cả. Ngươi còn có rất nhiều thời gian. Nghe ý tứ trong giọng hắn, tựa hồ đối với việc Tiêu Viêm thông qua khảo hạch hy vọng cũng không lớn. Nhún vai, Tiêu Viêm theo hướng Phật Lan khắc chỉ nhìn lại. Lại không khỏi lắc đầu, vị trí đó là trung gian giữa hai cái kho thuốc nổ kia đang tranh cãi gay gắt. Hai nàng con mắt không khỏi lướt trên mặt Tiêu Viêm một cái. Tỳ nói Tiêu Viêm không thuộc cái loại tuyệt thế mỹ nam anh tuấn cơ hồ nhìn một cái sẽ khiến nữ nhân xem trọng bất quá cũng không khiến người ta sinh lòng chán ghét cho nên hai nàng trong miệng cũng không lên tiếng phản đối sau khi nhìn chán cũng thu ánh mắt lại bắt đầu kiểm tra luyện dược khí giới trên bãi đá lắc đầu dịch có mấy chương chuyện mà phải đến mấy trăm cái lắc đầu mỉm cười ọc ọc tiêu viêm không thèm nhìn đến mấy ánh mắt ghen ghét của mấy vị trẻ tuổi đồng hành chậm rãi đi đến bãi đá Ánh mắt quét ngang qua hai bên, thấy hai mỹ nữ cũng không chú ý đến mình, trong lòng tự an ủi, bắt đầu kiểm tra công cụ trên bãi đá. Điều kiện cơ bản của nhất phẩm luyện dược sư là phải một mình tự luyện chế ra một loại đan dược. Loại đan dược nào thì có thể tùy theo luyện dược sư công hội đặt ra. Tiêu Viêm cầm lấy một tấm da dê trên bãi đá, sau đó nhìn một chút. Phương thuốc này là một loại đan dược có hiệu quả xúc lực trong thời gian ngắn làm cho người dùng tăng thêm một phần lực lượng loại đan dược này tại nhất phẩm đan dược cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi như đứng hàng trung bình bất quá đối với những người mới không nghi ngờ gì là có chút khó khăn bàn tay cầm dược phương của xúc lực đan ánh mắt tiêu viêm nhìn sang hai bên lại phát hiện cơ hồ mỗi người bắt được mỗi dược phương khác nhau mà xem thần sắc hai nàng bên cạnh có vẻ đối với đan dược mình phải luyện rất có tin tưởng lão nhân này cố ý làm khó ta sao trong lòng thầm nói một tiếng, ánh mắt tiêu viêm khẽ liếc về phía Phật Lan khác đang cười ở đằng xa, sau đó lắc đầu, lần nữa đem ánh mắt trở lại bãi đá. Bạn đang đọc truyện tại http 2 gạch chéo gạch chéo vn trên bãi đá, nguyên liệu để chế tạo súc lực đan chỉ có 3 phần, nếu như ai đó chế tạo 3 lần không thành. Coi như khảo hạch thất bại. Bên cạnh dược liệu có một cái bình màu sắc sáng sủa nghĩ chắc là dùng để đựng đan dược chế tạo được ánh mắt đảo qua đống đống đồ vật trên bãi đá. Tiêu viêm trong lòng chậm rãi định thần lại, lấy khả năng của hắn luyện chế cây xúc lực đan này không mất mấy công sức, hơn nữa có tử hỏa trợ giúp, hắn luyện dược càng như hổ thêm cánh. Loại đan dược bậc trung của nhất phẩm luyện dược sư này không đáng để khổ não. Bởi vì lúc này giám khảo còn chưa tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Cho nên ánh mắt của tiêu viêm tùy ý nhìn sang hai bên cạnh với năng lực của hắn thì nhìn cách bố trí dược liệu của các nàng cũng biết họ phải làm loại đan dược gì rồi phục thương đan ngừng hỏa đan tại sao dược phương của ta lại khó hơn một chút tiêu viêm trong lòng bất mãn nói lấy xúc lực đan của hắn so sánh với hai dược phương kia quả là khó khăn hơn rất nhiều mẹ kiếp hai lão già này lấy quyền mưu tư bất sắc dĩ không làm gì được tiêu viêm chỉ biết trong lòng hung hăng phỉ báng vật lan khắc cùng áo thác hai người một phen kiểm tra xong chưa? Nếu xong rồi thì khảo hạch bắt đầu. Ánh mắt đảo qua trên bãi đá, nhìn thấy không người nào lên tiếng, Phật Lan khắc vung tay lên, một cỗ kình khí từ bàn tay bay ra. Nện mạnh vào thiết chuông ở cuối đại sảnh, nhất thời tiếng chuông thanh thúy vang lên, phiêu đãng trong đại sảnh. Nghe được tiếng chuông vang lên, trừ bỏ tiêu viêm ra ngoài, tất cả thí sinh nhanh chóng áp tay vào hỏa khẩu trên đỉnh dược đỉnh, trong cơ thể đấu khí tuôn ra, sau đó phốc phốc vài tiếng dữ dội. Bên trong dược đỉnh một ngọn hỏa diễm đã bốc lên. Sau khi những ngọn hỏa diễm bắt đầu thiêu cháy dược đỉnh, bên ngoài bãi đá dần dần hiện lên một vòng sáng trong suốt, đem toàn bộ thí sinh bao bọc bên trong. Theo sự xuất hiện của vòng sáng, những tiếng xì xào bên ngoài đại sảnh hoàn toàn biến mất. Mọi người toàn bộ tập trung tinh thần chăm chú nhìn thí sinh bên trong bãi đá. Thấy mấy người mới lực khống chế không tồi, mới âm thầm gật đầu. Đứng ở chỗ bãi đá, Tiêu viêm nhìn xung quanh phát hiện hỏa diễm bên trong dược đỉnh của mọi người ngoại trừ tiết mị cùng lâm phỉ hai người hơi yếu một chút còn lại toàn bộ đều có màu đạm vàng. Hiển nhiên thực lực chân thật của bọn họ đều không dưới bốn sao đấu giả. Bên trong bãi đá tất cả mọi người đều đã bắt đầu luyện dược chỉ có một mình tiêu viêm là vẫn đang có chút ngây ngốc nhìn xung quanh. Loại cảm giác này giống như hạc trong bầy gà không gây chú ý cho người khác cũng không được. Tiểu gia hỏa kia đang làm gì vậy? cao mày nhìn tiêu viêm. Phật Lan khắc nghi hoặc nói. Cái này, không biết. Áo thác cũng đồng dạng có chút mê hoặc. Tiểu gia hỏa này, ngay cả nhóm lửa như thế nào không phải cũng không biết sao. Như thế chẳng phải là làm trò cười sao. Khủ, hắn có thư giới thiệu của đạo sư chứ để ta xem là ai bồi dưỡng ra đệ tử này. Phật Lan khắc phất tay gọi đến một gã thủ hạ nói. Hội trưởng, hắn tự hồ không có thư giới thiệu của đạo sư. Bất quá trong bản ghi chép của hắn có viết đạo sư chính là một người kêu lạc dược lão. Tên thủ hạ kia đem tư liệu của tiêu viêm đọc cười khổ nói. Dược lão, hai mắt mờ mịt mở trừng. Phất Lan khắc nghiêng đầu nhìn áo thác ngươi nghe qua tên này chưa? Ta tại gia mã đế quốc lan lộn vài chục năm. Chưa từng nghe một vị dược sư có tư cách nhận đệ tử nào có tên là dược lão. Đối với cái tên xa lạ này áo thác đồng dạng trong đầu cũng một mảnh mơ hồ quên đi, chờ khi thời gian kết thúc lại hỏi chi tiết xem sao. Hiện tại trong tình huống này, ta cảm giác bị tiểu gia hòa kia đùa giỡn rồi. Đem tư liệu trong tay căm giận ném cho thủ hạ bên cạnh, Phất Lan khắc sắc mặt có chút hổ thẹn. Dù sao trong phân hội hắn quản hạt lại phát sinh sự kiện này, nếu truyền ra ngoài ắt sẽ gây ra sự diễu cợt cho luyện dược sư công hội. Ở bên ngoài Phất Lan khắc đối với tiêu viêm đang rất căm giận thì bên trong vòng sáng, Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ với cái thanh niên này cũng có chút ngạc nhiên. Người thanh niên này, người nghĩ mình đang đùa sao? Lúc này Tiêu Viêm không hề biết sự do dự của hắn đã làm nhiều người chú ý như vậy. Trầm ngâm một hồi lâu, khẽ thở dài một hơi, bàn tay chậm rãi áp vào hỏa khẩu trong lòng bất đắc dĩ nói: quên đi, hỏa diễm dù đặc biệt một chút thì có sao? Họ cũng không thể đem ta cắt miếng mà nghiên cứu trong lòng tự an ủi như vậy, đấu khí trong cơ thể tiêu viêm bắt đầu tràn ra rất nhanh xuyên qua kinh mạch, sau đó theo bàn tay, một tiếng vang nhỏ nổi lên, rồi truyền vào trong dược đình. Bùm, theo một tiếng trầm đục tử diễm trong dây lát nhanh chóng bùng lên từ trong dược đình. cùng lúc đó, bên ngoài quang mạc phật lan khắc đang có chút tức giận tiếp nhận chén trà từ trong tay thủ hạ vừa mới uống một ngụm nhỏ trong khóe mắt thấy dược đỉnh của tiêu viêm bốc lên một ngọn tử diễm, lập tức nhãn đồng trợn tròn, phốc một tiếng, trà trong miệng toàn bộ bị hắn phun ra ngoài. Nước trà làm vạt áo ướt nhẹp, nhưng vất lan khắc lúc này không quản đến đó, tay hắn run run chỉ vào hướng tiêu viêm, kinh hãi thất thanh nói, tử diễm. Dị hỏa, nghe tiếng hắn nói, nhất thời trong đại sảnh đột nhiên tĩnh mịch tất cả ánh mắt đều hướng về phía tiêu viêm thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau